Sáng ngày 13 tháng 1 năm 2024, sư cô Thích Nữ An Thảo trụ trì chùa Phú Khánh kết hợp Phật tử Trần Công Minh cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao căn nhà tình thương cho hộ ông Võ Văn Thuận, ngụ tại ấp Phú Xuân, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang để gia đình ông có căn nhà mới vui xuân giáp thìn. Được biết, ông Võ Văn Thuận sinh năm 1984, sinh sống cùng hai con nhỏ, hiện thuộc diện đang gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà ông ở trước đây đã bị xuống cấp trầm trọng, không có khả năng xây dựng lại. Được sự giới thiệu của chính quyền địa phương, sư cô Thích Nữ An Thảo, chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Tân Phước, trụ trì chùa Phú Khánh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, Tiền Giang, thông qua Phật tử Trần Công Minh đã vận động quý mạnh thường quân tại thành phố Hồ Chí Minh phát tâm hỗ trợ xây dựng lại căn nhà. Sau 20 ngày thi công, căn nhà được hoàn thành với diện tích 75m², mái lợp tôn, tường gạch, nền gạch men. Tổng kinh phí là 90 triệu đồng. Tại buổi trao quà, sư cô Thích Nữ An Thảo có lời cảm niệm công đức đến quý mạnh thường quân và lãnh đạo chính quyền đã hỗ trợ nhiệt tình trong việc xây dựng để sớm đưa căn nhà vào sử dụng. Sư cô khuyến khích gia đình ông Võ Văn Thuận luôn phấn đấu trong công việc để nuôi dạy hai cháu nên người. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ đã có thư cảm ơn trân trọng gửi đến quý mạnh thường quân. Gia đình ông Thuận cũng nhận thêm nhiều phần quà thiết thực từ các nhà tài trợ và chính quyền địa phương.